Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cái bài tập tính tổng của tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n. Đấy. Thì bài tập hôm trước thì mình đã giải quyết cái bài tính các ước số lẻ của một số nguyên dương. Đấy. Và bài hôm nay thì mình sẽ tính tổng của những cái ước số lẻ đó. Với số nguyên dương n đó. Rồi, thì đầu tiên mình cũng khai báo một số cái thư viện của nó, Etidio và Corneo. Và sau khai báo cái hàm men, trong cái hàm men thì đây mình sẽ khai báo một cái bên n và một cái bên tổng. Khởi tạo giá trị ban đầu cho tổng là bằng 0, đúng không ạ? Đây là vì ban đầu nó chưa có gì nên là tổng khởi tạo sẽ bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào cái n. Đây là câu lệnh scan đó. Đây sẽ là phần trăm d. Và đây sẽ là quả n. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh for. Đó là for. Cũng cái ý tưởng cũng tương tự như cái ý tưởng in ra cái ước số lẻ của số nguyên dương. Đấy. Đó là ta sử dụng một cái biến chạy y và khởi tạo giá trị ban đầu cho nó là bằng 1. Và sau đó sẽ lần lượt lấy cái số n chia cho y. Đấy. Và nếu như y nếu n chia cho y đấy, thì ta sẽ lấy cái giá trị y đó. Và tiếp theo đó thì ta sẽ lấy cái giá trị y đó và thử kiểm tra xem nó có chia hết cho 2 hay không. Đấy. Và nếu như nó chia cho 2, nó không chia cho 2 thì đó là số lẻ và mình sẽ in ra màn hình cái giá trị số lẻ đó. Đấy. Thì cái bài này nó cũng tương tự và làm theo như cách như cái trên mình nói. Và chỉ có thêm một cái biến là biến tổng. Rồi ở đây thì các biểu thức điều kiện của nó là y bé hơn hoặc bằng n và y không cộng. Rồi trong cái lòng for này thì cũng giống như cái bài tính in ra cái ước số lẻ của số nguyên dương n thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Đấy, và đây, nếu như là n chia lấy dư đấy ạ, cho y đúng không ạ, mà bằng 0 và bằng 1 bằng 0 đi, nếu n chia y chia cho y đấy thì chúng ta kiểm tra xem nếu như mà cái y này nó chia cho không chia cho 2. Không chia cho 2 thì sẽ viết như này. Y phần trăm 2 bằng bằng 1. Đấy. Tức là y chia cho 2 mà dư 1. Đấy. Thì sẽ in ra màn hình cái giá trị của y, đúng không ạ? Đây sẽ là phần trăm d, đúng không ạ? Rồi, đây mình sẽ xuống hàng cho nó đẹp. Đây. Bên đây sẽ là y, giá cái địa chỉ của nó sẽ là y chấm phẩy. Rồi sau khi đã in ra cái những cái ước số lẻ của nó thì ta bắt đầu tính tổng, đúng không ạ? Thì ban đầu ta tính tổng là bằng 0, đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây mình sẽ tán cái tổng lúc này sẽ bằng tổng cộng y, đúng không ạ? Chưa theo cái hàm if ở đây thì ta đã tìm được y, đúng không ạ? Vậy sau khi tìm được y ta tính tổng thì sẽ bằng tổng không nhỏ y, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra cái tổng cần tìm, tổng của những cái số lẻ cần tìm. Ở câu lệnh if này thì ta cần phải thêm một cái dấu móc nhỏ cho nó nữa. Đấy. Rồi sau khi đã tính được cái tổng này thì ta sẽ in ra màn hình cái
kết quả. Đấy. Đây sẽ là print. Đây sẽ là tổng của các ước số lẻ là đúng không ạ? Đây sẽ là phần trăm D, vì tất cả các số đều số nguyên nên là tổng của nó sẽ là một số nguyên, đúng không ạ? Và đây sẽ là tổng, địa chỉ của nó sẽ là tổng. Đây mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh get để dừng cái màn hình lại, đúng không ạ? Rồi đây mình sẽ co lên một chút cho nó dễ nhìn đấy. Đấy, đây thì toàn bộ code của chương trình. Ta tiến hành chạy thử. Ví dụ bây giờ chúng ta nhập là 4. Đấy. Thì tổng của các ước của số lẻ của nó là 1, đúng không ạ? Thì số 4 thì số có các ước của nó là 1, 2, 4. Đấy. Thì và nó chỉ có một cái ước là số lẻ là 1, đúng không ạ? Đấy. Thì tổng của nó sẽ đương nhiên nó sẽ bằng 1. Rồi. Ở đây mình sẽ chỉnh sửa lại một chút cho dễ nhìn. Đấy. Ở đây mình sẽ thêm một cái dòng in ra là đây sẽ là các nghĩa ước lẻ sẽ là đấy, như này cho nó dễ nhìn, đúng không ạ? Rồi. Rồi mình sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi. Ở đây mình sẽ nhập là số 9. À. Thì các ước lẻ của nó sẽ là 1, 3, 9, đúng không ạ? Và tổng các ước lẻ của nó sẽ là 13, đúng không ạ? Thì 9 cộng 3 cộng 1 cộng 13, đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Ví dụ ở đây mình sẽ thử với cái số là số 4 nhỉ? Đấy, số 4. Thì ước lẻ của nó sẽ là 1 và tổng của nó sẽ là bằng 1 luôn, đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là cái bài tập để tính tổng các ước số lẻ của số nguyên dương n. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.